chấn động, giới tử vi tiên tri chân chính gọi tên tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đang khổ trăm bể, bỗng chớp được thời, đổi đời đại gia trong 3 tháng tới. Xin chào quý vị và cô bác đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và cô bác gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Vâng, thưa quý mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi thân mến, khi gặp khổ cực, khó khăn, ta thường nói rằng đời quả thực không như mơ, thế nhưng trên thực tế, đời nhiều khi còn đẹp hơn mơ, mà có khi nằm mơ, đôi khi con người ta cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có những ngày tháng đẹp tuyệt vời đến thế. Và khi xem tử vi cho 12 con giáp thấy rằng, bước sang năm 2024, người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ được đi vào giấc mơ, đổi vận, đổi đời, nằm trên đống tiền, vàng rơi trúng đầu. Dù cuộc sống trước kia có gian khổ thiếu thốn như thế nào không cần biết, đặc biệt có 3 tháng giữa năm 2024, cụ thể là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch tới này, chính là lúc bản mệnh gặp được thiên mệnh mà đổi vận giàu sang, sự nghiệp công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh, vàng chất đầy két, gia đạo sung túc, đủ đầy, bản mệnh Kỷ Hợi muốn thoát kiếp giàu sang phú quý cũng khó. Vậy, để biết được vận trình cụ thể trong 3 tháng giữa năm 2024 sẽ diễn biến ra sao, vận may nào sẽ đến với Kỷ Hợi, và trong 3 tháng này, cần lưu ý điều gì để đón lộc vào nhà, đổi đời giàu sang, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Kính thưa quý vị, tính cách tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Nếu được sinh vào giờ tốt, thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết ăn hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại, dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đàn ông sinh năm Kỷ Hợi rất lạc quan và hiền lành. Họ có tinh thần tập trung cao độ mỗi khi đặt ra một mục tiêu nào đó. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá nhẹ dạ, cả tin. Vì vậy, họ rất dễ mắc lừa, họ sẽ dễ mất đi tiền bạc vì tính cả tin ấy. Những người đàn ông sinh năm Kỷ Hợi cũng rất ít nói. Tuy họ không phải là những người thích trò chuyện, nhưng cách đối xử với mọi người luôn hòa nhã và ấm áp. Do đó họ được nhiều người yêu mến và giúp đỡ trong cuộc sống. Kỷ Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Bởi vậy, họ sớm cố gắng, phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Kỷ Hợi cũng vấp váp nhiều, phải một thân một mình cố gắng đi lên. Nhưng nhờ vậy mà đường đời luôn được quý nhân phù hộ, được ban cho nhiều may mắn, càng về sau càng được hưởng phú quý, lộc giàu sang. Phụ nữ tuổi Kỷ Hợi là người dịu dàng và mềm mỏng. Họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Hầu như hết thảy phụ nữ tuổi Kỷ Hợi đều như vậy, chỉ có một số ít hơi tùy tiện. Những người phụ nữ tuổi Kỷ Hợi cũng đặc biệt yêu trẻ con. Đối với họ, được chơi cùng những đứa trẻ có thể mang lại niềm vui to lớn. Ngoài ra, họ có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác. Họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Cuộc đời họ cũng khá may mắn với sự giàu có. Có thể ban đầu họ xuất phát điểm không tốt, nhưng bằng sự nỗ lực thì họ sẽ dễ dàng có được cuộc sống tài chính mong muốn. Gia đạo ấm êm và có nhiều điều tốt đẹp. Sức khỏe tuổi Kỷ Hợi không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, có bệnh ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc sẽ được nhanh khỏe lại. Tuổi Kỷ Hợi có tuổi thọ trung bình từ 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên, người tuổi này đa phần tốt bụng. Nếu giữ được tấm lòng lương thiện, ăn ở phúc đức, sẽ được gia tăng tuổi thọ. Dẫu cho là con giáp có vận khí khá tốt,
Nhưng luận tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2024 thì đây là một khoảng thời gian mà con giáp này nhận được may mắn ít hơn so với những năm trước đó. Thế nhưng, tình hình chung cũng không quá ảm đạm. Những người tuổi Kỷ Hợi chỉ cần chịu lao động chăm chỉ, tập trung vào sức khỏe, cũng như thể hiện thế mạnh của mình. Nếu đảm bảo được những điều ấy thì bản mệnh vẫn sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng, vì vẫn có cát tinh hỗ trợ, vận khí vẫn có lúc thăng hoa. Tài lộc của Kỷ Hợi trong khoảng thời gian đầu năm có thể sẽ gặp đôi chút khó khăn, vì có hao tinh tiểu hao chiếu. Điều này nghĩa là tiền bạc tụ tán khá thất thường, kiếm cũng dễ mà tiêu cũng nhanh. Tuy nhiên, nhờ có chính tài trợ mệnh, cho nên người tuổi Kỷ Hợi ở thời điểm này chỉ cần tập trung làm công việc chính để duy trì nguồn thu nhập của mình. Ngoài ra, đối với những người tuổi Kỷ Hợi có ý định đầu tư thì cũng nên cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Từ đó, tránh được thua lỗ hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc lại lợi bất cập hại. Đặc biệt là bước vào giai đoạn giữa năm, có 3 tháng, năm 6, 7 âm lịch chính là thời điểm hiếm có để con giáp này bứt phá vươn lên, làm giàu thành công. Nếu biết mà nắm bắt tốt vận trình của mình trong 3 tháng này, thì Kỷ Hợi không những có thể đổi đời giàu có, tiền tiêu dùng rỉnh, mà còn có của cải dư giả, an nhàn hưởng phúc đến tận cuối đời. Xem tổng quan tử vi tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch của người tuổi Kỷ Hợi cho thấy, bước vào 3 tháng giữa năm 2024 này, bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở, sự nghiệp và công việc đều có bước tiến nhảy vọt, trục trặc, khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tình hình kinh doanh buôn bán trong 3 tháng tới cũng rất lạc quan, tuổi Kỷ Hợi mua may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận, dịp này có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn sự bứt phá bất ngờ. Tuy nhiên, để có được thành công, bản mệnh phải đánh đổi khá nhiều, tốn nhiều mồ hôi công sức mới có được. Đúng là có làm thì mới có ăn, nhưng may ra được thiên thời, địa lợi hỗ trợ, nên mọi chuyện sẽ đều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Về phương diện tình cảm, vận đào hoa khởi sắc, có lợi cho người độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý. Các cặp vợ chồng thời gian này cũng ít mâu thuẫn, còn cái ngoan ngoãn, làm ăn kinh tế giỏi giang. Phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi trong 3 tháng tới nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Dù vậy, trong 3 tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điểm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay làm việc nặng, để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. 1. Tử vi tuổi Kỷ Hợi trong tháng 5 âm lịch. Theo tử vi tháng 5, trong giai đoạn này, con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ đón chào những cơ hội bất ngờ trong sự nghiệp của mình. Khi có đại cát tinh tử vi soi sáng con đường công danh, nhìn chung, đây là tháng thuận lợi cho những việc như đàm phán, ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn. Đừng bỏ lỡ vận may đang có, hãy tập trung vào công việc của mình đi nhé. Những người kinh doanh lúc này làm ăn buôn bán ngày càng thuận lợi, nhiều người may mắn tìm được đầu mối làm ăn đáng tin và có thể cung cấp sản phẩm chất lượng cho mình. Thu nhập của bản mệnh lúc này khá dồi dào. Nhiều người tuy dùng rỉnh tiền tiêu nhưng vẫn rất chăm chỉ. Họ đang cố gắng lên kế hoạch cho những mục tiêu sáng sủa hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, đừng vì tự tin quá mà bỏ qua dấu hiệu một số kẻ xấu đang cố gắng lợi dụng cô bác vì mục đích cá nhân của họ. Hãy tinh tế hơn trong việc nhận định đối tác. Về tài lộc, trong tháng 5 âm lịch này, thất xích gặp bát bạch là sinh nhập hỗ trợ cho các cơ hội gia tăng tiền bạc cho con giáp tuổi Kỷ Hợi. Tài vận hanh thông, nhiều người dễ dàng trở nên giàu có khi những khoản đầu tư trước đây mang lại cho cô bác khoản lợi nhuận đáng kể. Tháng này, với những ai đang đi làm nhờ công việc thuận lợi, cũng mang lại cho bạn thu nhập đáng kể để trang trải những khoản nợ của mình, giúp cô bác thêm lạc quan, phấn khởi. Nên sống ở đời cứ chăm chỉ, thật tâm đối đãi với mọi người thì trời ắt sẽ cho thêm. Về phần sức khỏe, tháng này khá bình ổn, thể trạng của người tuổi Kỷ Hợi được cải thiện hơn so với trước đây, mặc dù cuộc sống nhiều áp lực, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thèm ngủ nhưng lại ngủ không sâu giấc, kém ăn, suy nhược thần kinh. Nhưng nếu cô bác biết cách cân bằng, không tham lam hay ôm đồm quá nhiều thứ, biết kết hợp ngủ nghỉ, dưỡng sinh, thì cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, tháng này có sự xuất hiện của Bạch Hổ, mang đến điểm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, bản mệnh có biết tháng 5 âm lịch được dân gian quan niệm rằng là tháng cửu độc, có thể mang tới nhiều xui xẻo bất ngờ. Dù đang may mắn, cô bác cũng đừng quên làm những điều thiện lành, tích phúc đức trong tháng cửu độc để tránh tai ương nhé. Về phương diện tình cảm,
Ra đạo tháng 5 âm lịch này cũng có nhiều phần cát lợi, cô bác đi đâu cũng được chào đón, không những công việc thuận lợi mà chuyện xã giao cũng tốt đẹp vô cùng, trong ngoài đều lý tưởng, gia đình ấm áp, các cặp vợ chồng tuy có mâu thuẫn nhưng nhanh chóng làm hòa, con cái khỏe mạnh, làm ăn giỏi giang, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho người thân của mình hơn nữa. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, hồng đậm. Con số phát tài, 11/02/34. 2. Tử vi tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 âm lịch. Tiến sang tháng 6 âm lịch năm 2024, tức tháng Tân Mùi, người tuổi Kỷ Hợi sẽ có được nhiều may mắn và nhiều tin vui trên con đường công danh, sự nghiệp. Bản mệnh có quý nhân tam hợp chỉ lối, soi đường, nên nhanh chóng tìm được hướng đi phù hợp với mình, cũng tiết kiệm được không ít thời gian và công sức mày mò. Mọi trục trặc, khó khăn trong công việc cũng được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng lạc quan, tuổi Kỷ Hợi mua may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, thì hãy mạnh dạn tiến tới, bạn cũng có thể đạt được sự bứt phá, khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong tháng có thương quan chiếu mệnh, nên con giáp này cần phải làm việc cẩn trọng hơn, tập trung vào mục tiêu của mình. Đừng thấy làm ăn đang tốt mà lơ là chú ý, có thể bạn sẽ hụt mất kha khá đơn hàng chỉ vì sự sao nhãng của mình. Đường sức khỏe của Kỷ Hợi tháng này cũng ổn định, không mắc trọng bệnh, tuy nhiên cần chú ý ăn uống và cần chú trọng dưỡng sinh, nghỉ ngơi điều độ, nếu có thể hãy đi du lịch để thư giãn tinh thần. Ngoài ra, chú ý an toàn trong khi sử dụng các thiết bị điện, đề phòng bị điện giật hay xảy ra cháy nổ. Phương diện tình cảm, gia đình tháng này có phần trục trặc, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Mối quan hệ vợ chồng cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Tuy ngoài bề mặt sóng yên biển lặng, đôi lứa sáng đôi, song những đợt sóng ngầm có thể khiến cho tình cảm giữa hai người dần trở nên phai nhạt, nên tìm cách giải quyết những vấn đề chính và từ từ xử lý những vấn đề nhỏ đi theo nó. Quý nhân, Thìn, Mão. Tiểu nhân, Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 21/18/62. 3. Tử vi tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp báo rằng, Thái Dương hứa hẹn vận trình của tuổi Kỷ Hợi tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp, quý nhân giúp sức cộng với bản lĩnh của chính mình, nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt, đó có thể là dự án, kế hoạch, hợp đồng hoặc một vị trí mà bản mệnh ao ước từ lâu. Tuy nhiên, càng về cuối tháng vận trình lâm tuyệt nên vận khí càng giảm, có việc gì quan trọng hãy tiến hành trước, tỷ lệ thành công cao hơn. Cục diện tương hại mang tới điểm báo về cạnh tranh, đố kỵ, họa thị phi, công việc khó tránh lúc xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ. Nhưng điều đó theo hướng tốt xấu ra sao, lại do chính bản mệnh. Nếu nhìn mọi việc thoáng hơn, cởi mở hơn, cô bác sẽ càng dễ dàng tìm ra cách tháo gỡ. Ngược lại, chỉ biết suy tính lợi ích cá nhân, để thói đố kỵ hoành hành, bản mệnh tự chuốc lấy rắc rối. Tài lộc trong tháng có khởi sắc, chính tài khôi phục, giúp tuổi Kỷ Hợi có thêm đồng ra đồng vào, trang trải các khoản chi tiêu, thực ra thì vẫn chưa đủ, còn nợ lại nhưng ít thôi. Tiếp tục làm việc chăm chỉ cố gắng như hiện nay, thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đầy đủ và còn dư ra nữa, nên đừng quá lo lắng. Con đường tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng thăng tiến rất nhanh, với lợi thế chiếm giữ, bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu, chứ không bó hẹp trong một công việc chính, quan trọng nhất là quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý, đề phòng kiếp tài gây loạn, có thể làm hao tổn thiệt hại số tiền mà bạn đang tích lũy. Không khí gia đình khá hài hòa, dẫu vẫn có chút lấn cấn, nhưng mọi người đều đặt sự đoàn kết lên hàng đầu, cùng nhau nhường nhịn yêu thương. Với người độc thân, thì bạn vẫn dựa dẫm cảm xúc vào người nhà, chưa muốn đi thêm bước nữa, nên về phương diện tình cảm còn khá thờ ơ. Sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi cũng là điểm đáng lo, khi mà bạn sinh hoạt kém điều độ, lười vận động, chưa chú ý tới dinh dưỡng, đừng chỉ giải quyết các bữa ăn một cách qua loa, hãy tạo thói quen nấu nướng, thưởng thức món ăn như một sự hưởng thụ cuộc sống. Đồng thời, chăm sóc thân thể, dù công việc có bận rộn tới đâu, tuổi Kỷ Hợi cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức hợp lý, mọi thứ sớm trở về trạng thái cân bằng, tránh tình trạng phá sức, khi ấy có tiền núi cũng chưa chắc mua được sự khỏe mạnh. Hơn nữa, các bệnh cũ tháng này có dấu hiệu trở nặng, uống thuốc Tây hầu như không có tác dụng mà lại hại thận,
cô bác nên chuyển sang các bài thuốc nam, thuốc đông y lành tính, hiệu quả không ngay tức thì, nhưng không gây hại đến các cơ quan khác trong cơ thể. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 1193, 56. Quý vị thân mến, để vận trình trong 3 tháng tới được thuận lợi, may mắn, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có thể sử dụng thêm yếu tố phong thủy vào đời sống. 1. Sử dụng đá phong thủy. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có ngũ hành nạp âm là bình địa mộc, để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số loại trang sức phong thủy màu xanh lục, xanh lam, đen như vòng tay thạch anh xanh, aventurine, vòng tay aquamarine, vòng tay thạch anh tóc đen, vòng tay đá núi lửa olic. Thạch anh xanh Avin được mệnh danh là thạch anh tài lộc. Đây là viên đá của niềm tin và cơ hội, mang đến cho chủ nhân những điều mơ ước về công danh, tài lộc trở thành hiện thực. Người mang viên đá này thường xuyên thì tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn. Đá tourmaline đen, đây là một loại đá phong thủy có tác dụng bảo vệ người đeo bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực của bản mệnh. Đeo vòng tay tourmaline đen có thể giúp tuổi Kỷ Hợi luôn cân bằng về mặt cảm xúc và tự tin đưa ra những quyết định sáng suốt, đặc biệt gia tăng nguồn năng lượng tích cực cho tuổi Hợi. Đá aquamarine được cho là viên đá của thần biển, tên của nó trong tiếng Latin có nghĩa là nước biển. Ngư dân Hy Lạp cổ đại thường mang nó bên mình để chống lại cơn sóng dữ. Đây là viên đá của sự may mắn, bình an, mang nó bên mình thì tinh thần tĩnh tại, êm ả. 2. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Tượng chó phong thủy. Trong phong thủy, biểu tượng chó tượng trưng cho sự bảo vệ và thịnh vượng, có thể được đặt gần lối vào của bạn để xua đuổi những điều tiêu cực và mang lại sự giàu có cho ngôi nhà. Những người sinh năm Kỷ Hợi có thể sử dụng vật phẩm phong thủy này để tạo nên một môi trường an toàn và thịnh vượng vào năm 2024. Những bức tượng nhỏ có thể đặt trên bàn làm việc, tủ trang trí, còn nếu to thì đặt ở những nơi cao ráo, thoáng mát, tránh những nơi ô uế như phòng tắm, gần thùng rác và nguồn nước thải. Về hướng đặt tượng, bạn nên đặt tượng ở gần cửa, đầu hướng ra cửa, không đặt ở hướng đông nam. Ngoài ra, đặt tượng còn phụ thuộc vào màu sắc, ví dụ tượng màu đen thì đặt ở bắc, tượng màu trắng thì đặt ở hướng tây, tượng màu nâu thì đặt ở hướng nam. Nếu bạn muốn cải thiện các mối quan hệ, thì hãy đặt tượng ở hướng tây bắc của ngôi nhà. Cóc ba chân ngậm tiền. Cóc ba chân là biểu tượng của sự thịnh vượng, giàu có và sung túc. Người tuổi Kỷ Hợi nên đặt tượng cóc ba chân ngậm tiền ở góc đông nam của ngôi nhà hoặc văn phòng để thu hút năng lượng tích cực, giàu có và sung túc. 3. Trồng cây phong thủy. Người tuổi Kỷ Hợi thường có ý chí, quyết tâm, kiên cường trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống, không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thất bại một vài lần. Khi bắt tay vào làm việc gì thì họ không bao giờ bỏ cuộc giữa đường. Về tiền bạc, họ là người sống phóng khoáng, khi có tiền là tiêu xài theo ý thích, nên dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Họ có khuyết điểm là tính nóng nảy, khi mà họ nhớ ra việc gì đó thì sẽ bỏ đi tất cả để làm việc đó. Tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc nên trồng cây có màu xanh lá hoặc xanh dương, đen như cây tùng La Hán, cây kim ngân, cây trầu Bà Đế Vương xanh, cây cau Tiểu Trâm, cây ngọc bích, cây ngũ gia bỉ, cây vạn niên thanh, cây sen đá nâu. Lưu ý, không nên trồng cây liên quan đến hành thổ có màu nâu, vàng, sẽ gây ra mâu thuẫn, khắc khẩu trong gia đình, kìm hãm sự phát triển của bản thân. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi theo tháng sinh âm lịch. Về cuộc đời, vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi là những người có số an nhàn, lạc quan, cơ hội thành công lớn, họ đáng để người khác tin tưởng, phóng khoáng và thích giúp đỡ kẻ yếu. Do vậy, bản mệnh gặp nhiều may mắn và thăng tiến nhanh. Tuy nhiên, bản tính chất phác, đơn thuần của người tuổi Kỷ Hợi dễ bị mọi người lợi dụng. Hơn nữa, cơn nóng giận của họ cũng rất mau qua đi, nên thường được mọi người yêu mến mà thiếu đi một phần nể sợ. Tuy thời niên thiếu vất vả, nhưng càng về trung và hậu vận, đường đời của người tuổi Kỷ Hợi càng thêm phần suôn sẻ và may mắn. Có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua, gia đình yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc, con cái đề huề, càng già càng có phúc lộc giàu sang, an nhàn bên con cháu. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào những tháng sinh khác nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận, long đong. Người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng nào thì tốt,
người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng nào thì vận trình thanh thông, hậu vận an nhàn. Sinh vào tháng 1, bản mệnh có tài, có đức, không vì quyền thế địa vị mà đánh mất lương tâm, họ chăm làm điều thiện, tích phúc đức cho con cháu, nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Sinh vào tháng 2, người sinh vào tháng 2 âm lịch được số mệnh ưu ái, sống cảnh giàu sang, cả đời hưởng phúc, sức khỏe của những người này cũng không có gì đáng ngại, ít mắc bệnh vặt. Sinh vào tháng 3, bản mệnh độc lập tự cường, gây dựng sự nghiệp bằng chính sức của mình, người này cũng không ưa luồn cúi, nịnh nọt, do vậy tuy hơi vất vả, nhưng cuối cùng cũng được cuộc sống như ý muốn. Sinh vào tháng 4, người sinh vào tháng 4 biết trước biết sau, thấu đáo, tinh tế trong mọi chuyện, lại thêm quý nhân phù trợ, nên mệnh chủ có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Sinh vào tháng 5, đây là người có tài năng văn chương, nghệ thuật, được người người tán thưởng, ngưỡng mộ, họ ít có duyên buôn bán, nên gặp một số gian nan, trắc trở nhất định. Sinh vào tháng 6, tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 6 trọng tình cảm, tài hoa có thừa, nhưng lại đa sầu, đa cảm, nên dễ bỏ mất cơ hội, bản mệnh nên quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn, ắt sẽ thành công. Sinh vào tháng 7, người sinh vào tháng này thông minh, tài giỏi, cuộc sống thuận lợi, may mắn, nhưng đôi khi họ khiến người khác phật ý vì tính bảo thủ, nóng nảy và làm theo ý mình. Sinh vào tháng 8, thời trẻ vận mệnh có phần trắc trở, đường lập nghiệp muôn trùng khó khăn, tuy nhiên những thử thách này bản mệnh đều dễ dàng vượt qua, tiến thẳng tới đích, về sau họ được hưởng thanh nhàn, thành công hơn nhiều người khác. Sinh vào tháng 9, tuổi Kỷ Hợi sinh vào tháng 9 âm lịch ưa cuộc sống an bình, ít thăng trầm sóng gió, số vận bản mệnh được ưu ái, nhiều vận may, không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Sinh vào tháng 10, bản mệnh tính tình nhã nhặn, lịch thiệp, cư xử lễ độ, nên giành được thiện cảm, dù vậy đôi khi họ hơi hiếu thắng, gặp chuyện phải tranh cãi đến cùng. Sinh vào tháng 11, đây là những người thành công trên cả phương diện công việc và cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này rất ít gặp phải gian nan, trắc trở, mưu sự dễ thành. Sinh vào tháng 12, tuổi Kỷ Hợi sinh cuối năm khó được thuận lợi như những tháng khác, nhưng nếu bản mệnh biết suy nghĩ tích cực, chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống, thì không có gì có thể ngăn cản thành công của họ. Quý vị thân mến, bước sang tuổi 65, Kỷ Hợi muốn sống an nhàn, viên mãn, cần chuẩn bị sẵn 3 thứ sau đây. 1. Biết giữ gìn sức khỏe bản thân. Sức khỏe là tài sản vô giá, quyết định mức độ hạnh phúc tuổi già. Có thể thấy, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là cách đối tốt nhất với bản thân, mà còn là với gia đình, con cái và xã hội. Nếu có sức khỏe tốt, thì bạn sẽ giữ được thế chủ động trong cuộc sống, không cần phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của con cái, người thân. Hơn nữa, thể chất tốt cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Vì thế, khi đến độ tuổi U60, bạn cần phải quan tâm nhiều hơn đến tình trạng cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sa sút, kèm theo đó là những tiềm tàng bệnh tật lâu năm càng lộ diện rõ hơn, chẳng hạn như thói quen hút thuốc, uống rượu ở nam giới trong thời gian dài là nguồn gốc cho các căn bệnh liên quan đến gan, phổi, thận. Với phụ nữ, tình trạng suy giảm nội tiết tố do mãn kinh bắt đầu xuất hiện, đó là lý do người lớn tuổi nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và ăn uống khoa học, đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất cần thiết là đạm, bột, chất béo, vitamin và chất khoáng. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người trên 50 tuổi nên cắt giảm các chất béo từ động vật để tránh tình trạng tăng cholesterol và nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ cũng là việc làm rất cần thiết để tầm soát, phát hiện sớm các căn bệnh mãn tính. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Kỷ Hợi hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn bằng cách dành nhiều thời gian tập luyện thể dục, thể thao, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí và có chế độ ăn uống lành mạnh. Những hoạt động này tác động tích cực đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Dù Kỷ Hợi giàu có, địa vị hay con cái, sức khỏe luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để tận hưởng hạnh phúc. 2. Khoản tiền dự trữ. Cuối cùng, nỗi trăn trở của Kỷ Hợi là không có đủ tiền để sống tốt về sau. Tín chủ càng sớm bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, càng có nhiều tiền dành dụm cho tuổi già. Sau khi Kỷ Hợi bước qua độ tuổi 65, khả năng tạo ra giá trị sẽ ngày càng thấp. Nếu không có tiền tiết kiệm, bản mệnh sẽ khó có thể xoay sở trước các vấn đề trong tương lai, như sức khỏe hay lên kế hoạch cho những du lịch. Do đó, khi chuẩn bị bước đến tuổi 65,
Kỷ Hợi cần suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề này và chuẩn bị những gì cần thiết để có thể tận hưởng tuổi già trong hạnh phúc. 3. Mối quan hệ với những người xung quanh. Từ 65 tuổi trở đi, Kỷ Hợi nên cố gắng đầu tư thời gian cho những người thân yêu của mình. Điều này có thể mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống, đồng thời tạo ra các mối liên kết đặc biệt giữa tín chủ và những người thân xung quanh. Chẳng hạn như khi con cái trưởng thành, bận rộn với sự nghiệp và cuộc sống riêng, chúng không thể đồng hành cùng bản mệnh mọi lúc, khi đó vợ chồng là người luôn bên cạnh, cùng trò chuyện và làm mọi thứ. Điều Kỷ Hợi sợ nhất là sự cô đơn, không có người bạn đời thì cuộc sống sẽ mất đi một nửa màu sắc, vì vậy hãy trân trọng người bạn đời của mình. Ở giai đoạn này, cho dù Kỷ Hợi vẫn đi làm hay đã nghỉ hưu, việc duy trì sự liên kết, mối quan hệ với bạn bè là điều cần thiết. Tín chủ đang sống trong thế giới năng động, nơi quan điểm về cuộc sống thường ngày có thể bị thay đổi theo trải nghiệm của Kỷ Hợi. Việc gặp gỡ, giao lưu với những người mới có thể giúp bản mệnh có được những quan điểm mới về cuộc sống, mang lại những trải nghiệm mới và tuyệt vời giúp cuộc sống sau tuổi 65 trở nên thú vị và bổ ích hơn. Ngoài ra, thiếu vắng bạn bè còn làm người già mắc chứng lo lắng và căng thẳng thường trực, làm chất lượng giấc ngủ kém đi, cũng như hình thành các thói quen có hại cho sức khỏe như hút thuốc, rượu bia. Để ngăn chặn những nguy cơ bệnh tật kể trên, bản mệnh nên duy trì kết nối bạn bè bằng nhiều cách, đơn cử là tham gia câu lạc bộ như dưỡng sinh, chơi nhạc cụ hoặc là hoạt động thiện nguyện, du lịch cùng bạn bè, để vừa vận động thể chất, chiêm ngưỡng cảnh đẹp, vừa gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, sử dụng mạng xã hội cũng giúp Kỷ Hợi giữ liên lạc với người thân và bạn bè. Nhờ vậy, người già sẽ tìm được nhiều niềm vui, đồng thời cải thiện sức khỏe thể chất đáng kể. Thưa quý vị, trong cuộc sống, nếu sóng gió cuộc đời xô đẩy bạn, khiến bạn rơi vào tình trạng mệt mỏi, đôi khi bạn muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ rằng, cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Có những lúc khó khăn, thử thách, thì đó chính là lúc bạn cần phải mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh để tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường để bạn tiến lên trên. Vậy nên, hãy xốc lấy ý chí ngày hôm nay, ngay lúc này, chứ không phải nốt hôm nay rồi ngày mai mới bắt đầu. Sống và làm việc, chăm chỉ và đam mê, dệt một cái lưới cho mình, cho mùa may mắn sắp cận kề gần ta. Bạn biết đấy, trên con đường đời sẽ có rất nhiều lúc chúng ta mỏi mệt, rất nhiều khi chúng ta sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt. Sẽ có lúc người chúng ta trân quý quay lưng lại, người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao. Thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp ta thì hơi ăn hại. Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng chống lại bạn, ngăn bạn đến với cái đích bạn truy tìm. Tất cả những khó khăn đó hoàn toàn có thể dự đoán trước được. Ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững bước vào đời hăng say, nhưng không thể vì thế mà ta bỏ cuộc, không thể vì thế mà ta ngại ngần. Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên, đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước, mạnh dạn và kiên tâm, không ngại ngần, chẳng suy nghĩ, không âu lo, không hối hận, sống và cháy, nhiệt huyết và máu lửa, hết mình cho những điều mà bạn muốn mong, dù bạn là ai đi chăng nữa, dù bạn ở đâu đi chăng nữa, đang cười hay đang khóc, dù bạn đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc hay đang khổ đau, đang chán nản, mỏi mệt hay đang kiên cường, bất khuất, cũng mong bạn tìm thấy được chân lý cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm quý vị nhé. Video đến đây xin được phép khép lại, chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.